Các bạn hãy làm theo hai bước của mình. Bước thứ nhất, các bạn không đan sợi dây, bởi vì khi không đan sợi dây thì các bạn sẽ không có gì để chấp. Bước thứ hai, các bạn hãy không cởi giỡn ai hết, bởi vì không cởi giỡn ai hết thì các bạn không cần lý do để chấp.